Đây là một cái khúc tôi dành tặng cho học sinh lớp 12, những người đã ra trường và những người sẽ ra trường trong tương lai. Vậy thì ký ức tuổi học trò là rất là đáng quý. Tình bạn là không thể nào ngày một ngày hai mà có thể có được ngay được. Cho nên là hãy trân trọng những người bạn của mình. Và cá nhân tôi thì gửi đến lớp 12, tập thể lớp 12 Pháp của tôi. Những ngày cuối cùng, ta muốn chúng mày cười lên. Đừng có khóc. Nước mắt không phải là một ký ức gì đó đẹp đẽ cả. Tao muốn chúng mày cười trong những ngày cuối cùng mà chúng mình còn có thể ở bên nhau trong những giây phút cuối cùng. Hãy cười lên, lười về nhà rồi khóc. Ok. À, cảm ơn chúng mày đã là bạn của tao suốt 3 năm vừa qua. Đã trôi qua rồi, tôi vẫn nhớ mãi ký ức ngày đầu tiên. Những khuôn mặt xa lạ không quen thuộc, dần dần đã trở thành một gia đình. Và năm qua tôi đã gặp rất nhiều người, những người tôi sẽ không bao giờ quên. Và năm qua tôi sẽ qua bao vui buồn, để cái chia xa nước mắt không ngừng tuôn. Bạn bè trao cho nhau những cái ôm thật chặt, tình thân thiết sau 3 năm tuy ngắn nhưng rất đậm sâu. Bạn bè trao cho nhau những lời chúc cuối cùng, để một mai tình bạn sẽ không bị lãng quên. Để trong tim không bao giờ ta xa rời, để trong ký ức ta sẽ mãi ở bên nhau. Để trong mắt không phải thấy những giọt buồn, để nụ cười mãi luôn tỏa sáng trên môi. Để một ngày ta tìm về, sau cơn mưa buồn bầu trời lại đầy nắng, sau cơn bão giông cầu vồng lại trở về. Ký ức cấp ba ta không bao giờ quên, nhớ đến nhau vì đây chính là nhà. Dẫu có vấn đề gì ta luôn là một nhà. Hãy cố gắng lên, tương lai không còn xa. Cất bước đi để một ngày ta tìm về. Sau cơn mưa buồn bao trời lại đầy nắng, sau cơn bão giông cầu vồng lại trở về. Ký ức cấp ba ta không bao giờ quên, nhớ đến nhau. Chính